Quý vị khán thính giả vẫn quan tâm theo dõi chương trình Y khoa phục vụ đời sống của chúng tôi. Sau phần thông tin thương mại là phần 2 của chương trình. Trong kỳ phát hình về cái chương trình y khoa kỳ trước thì chúng tôi có trả lời các câu hỏi về cái bệnh ngứa tai. Hôm nay thì mời bác sĩ nói rõ hơn về cái căn bệnh này. Nên là quý vị bệnh nhân này nói là ngứa tai mà chịu không nổi, thậm chí muốn nhúng vào nước sôi luôn. Vâng, cái bệnh mà ngứa tai mà chịu không nổi á, tôi chưa qua cái bàn tay này, nhưng mà nghe cách kể chuyện á thì tôi đoán căn bệnh nó cũng tương tự như cái hình chiếu này. Người ta thường gọi là bệnh tổ đĩa, bệnh ngứa chàm tay, hay là tiếng Mỹ người ta gọi là dyschirrhosis, hay là pamphilus, hay là hand edema. Cái bản chất của bệnh này á là nó mọc những cái mụn nước sâu ở dưới cái da của mình á, nó nổi lên ngứa lắm quý vị. Tưởng là bệnh gãi ngứa nhưng mà nó không phải bệnh gãi ngứa. Nó không có nhiễm, không có bị con vi trùng gì nó cắn ở dưới này gì hết. Khác với bệnh gãi ngứa, nó thường ở trong cái khóe tay này, còn cái bệnh này thì nó nằm ở cái cạnh bàn tay hơn, cái cạnh ngón tay hơn. Hoặc là ở cái mu bàn tay đây nè, mà của ngón cái đó, nó ngứa lắm quý vị. Cái này có phải là tại cái môi trường sinh sống sinh hoạt nó không được sạch sẽ rồi nó bị hay nào? Dạ không, cái này là nó không phải là cái môi trường nhiều lắm, nó thường có bị cái gen, cái gene của chúng ta nhiều hơn. Có một số người bị như vậy, không có ai hiểu nổi. Có một vài lý thuyết nói là do cái da của chúng ta, cái tế bào, cái gene của da chúng ta nó có vấn đề về defect, tức là có lỗi lầm, cho nên những cái da này nó không có kết dính, nó lỡ ra với nhau. Rồi có một số trường hợp những người này bị dễ bị dị ứng, tức là khi mà đụng tiếp xúc tới một cái chất nào đó nó lại trigger cái này, nó lại nổi ra cái này, nhưng mà phải bị cái generic trước đó đã. Ví dụ như cô A làm không sao, cô B làm nó bị như vậy, tại vì cái trong cái gene của cô này, cô B á, nó đã có sẵn cái tiềm ẩn cái này rồi, nó chờ cái chất mà xúc tác kích thích để nó nổi lên cái ngứa này thôi. Mà cái này ngứa lắm quý vị ơi, mà khó chịu. Tôi lần trước tôi cũng nói đây là một cái nỗi ác mộng cho các bác sĩ và bệnh nhân, và cũng như tại vì thuốc chữa trị á, thì người ta thường dùng những cái thuốc cực mạnh ở steroid đó, bôi nhiều thì nó mòn da, nhưng mà không bôi thì không chịu nổi, rồi phải chích steroid, rồi thậm chí uống những cái thuốc để kiểm soát cái hệ thống miễn nhiễm của mình nữa, hại hệ thống miễn nhiễm xuống, giống như methotrexate để trị cái bệnh ngứa này. Đấy. Và như vậy những cái mụn ngứa này nó nổi thường xuyên hay là có khi lặn rồi khi nổi khi lặn? Nó đi theo randomly, có người cứ 3-4 tháng quay lại với tôi, có người 2-3 năm chưa quay lại, có người bị hàng tuần luôn. Một số người phải dùng những thuốc đặc trị, phải gửi đi bác sĩ đặc trị, bác sĩ chuyên khoa về da để mà dùng những cái thuốc về hệ thống miễn nhiễm. Tôi nghe nói bên châu Âu nó cũng ra một số loại thuốc khá hữu hiệu, nhưng mà chưa được đồng ý với FDA ở bên Mỹ này. Rồi bệnh này có lây không ạ? Mình bắt tay được có lây? Bệnh này không có lây. Đây là một cái hình ảnh nữa, chúng ta cũng thấy cạnh cái đây nè. Nó nổi mấy cái mụn ngứa lên. Ban đêm ngủ không nổi vì cái ngứa này. Trái hẳn lại với những cái bệnh chàm khác, bệnh eczema khác, nó có những cái bệnh nhách dưới chân, những cái này thì ít ngứa hơn. Quý vị thấy đấy, nó có cái chấm đòn tròn tròn giống đồng tiền dưới cái chân màu xám này, thì phải cũng chữa bằng steroid. Nó cái nạn phải là lát, lát nó cũng nổi giống như vậy, nhưng mà phía chính giữa nó lại clear, nó lại bình thường. Xung quanh border nó raise, cái này vẫn là chàm, cái này không phải là nhiễm trùng, chỉ bằng steroid là chính. Rồi có một số người bị trên cái đầu, bên trên cái da đầu của mình, cái này cũng là chàm luôn. Đứng tất cả những cái này á, là tôi chiếu nó cùng một cái dòng họ anh em với cái bệnh tổ đĩa chàm bàn tay hết, nhưng mà có bàn tay là nặng nhất, khó chữa lắm, khó chữa nhất trong mấy anh chàng này. Rồi có một số người bị ở cái cổ, rồi họ gãi hoài á, cái da cổ nó sần giống như da trâu không quý vị. Đây nó gọi là Simbrax chronicus lancus, thì mấy cái này nó do chàm ở cổ ngứa gãi, nó nổi thành một cái da dày như vậy. Tiếp tục
có một số quý vị bị dưới cái chân, cái đây là cái chân các bạn, cái đây là cái chỗ cái mắt cá chân, à sần sùi, nhất là mấy cái vị mà lớn tuổi đó, cái chân dưới cái mạch nó bị giãn nở tĩnh mạch đó, nó thường nước nó sưng lên rồi nó bị viêm, nó dày lên. Chú quý vị thấy cái được mấy đường, mấy cái dấu đang xanh đây nè là giãn tĩnh mạch đó. Người ta có thể dùng một số trường hợp dùng laser để mà đốt cái này cho sắc đẹp. Đa số bảo hiểm nó không có trả, nếu mà không có bị đau đớn thì nó không trả. Đốt cho đẹp thì mình phải trả bằng tiền túi của mình ra. Rồi thêm nữa, tôi có gặp một người bị dưới bàn chân. Cái này cũng giống như tay vậy, rất là khó chữa trị. Phải xoa những cái thuốc steroid mạnh lên, thậm chí chích hay là uống để cho nó go away một chút xíu. Nhưng mà chúng ta bị chân ẩm ướt, tắc không thay thường xuyên, thì chúng ta có thể nó xảy ra nhiều hơn. Giày không thay thường xuyên cũng được. Giày thì có tiền cũng xài thường xuyên được, nhưng mà nghèo làm sao mà giày xài thường xuyên. cái tay nhiều lúc nó bị lở ra, nó nhũng trùng. Có mấy người mà họ bị bệnh mà bị ngứa tay như thế này đó, họ gãi coi nó sứt ra thì nó có thể bị nhiễm trùng. Lúc này chúng ta mới nói là nhiễm trùng đầu tiên không, nhưng mà sau bị ngứa gãi quá bị nhiễm trùng thì chúng ta có thể dùng trụ sinh để mà chống cái này đó. Đây, cái này mình cũng thường thấy lắm, cái da đầu ngón tay nó khô, nó vảy lên. Cái này thì ít cái ngứa bằng cái anh mà nổi hột hột, nổi mà một cái bọc nước. Rồi quý vị, thì anh này anh chỉ khô, anh cũng chàm tay luôn mà loại này nhẹ hơn. Rồi không những chàm tay mà anh làm mấy cái móng tay nó nhăn nheo sần sùi, mà chúng ta cứ tưởng làm là nấm ăn, nhưng mà không phải, cái đây là chàm. Chàm tay nó gây ra như vậy. Vậy là bị cái da, nhưng mà tại sao ảnh hưởng đến móng? Nó cũng ảnh hưởng, tại vì cái da với cái móng nó liên hệ với nhau. Những cái móng nó thường ra phía dưới này, cái gốc của cái móng á, nó cũng bị ảnh hưởng, cho nên nó ra cái nèo xấu xí như thế này. Rồi một số người nữa bị một loại ngứa da khác, là chúng ta có những vật liệu khác mà chúng ta mang vào thì nó ngứa, nó dị ứng. Ví dụ như trước đây tôi cũng nói, chúng ta đeo cái dây chuyền, cái chỗ đây cái đai bằng đồng, nó chạm vô cái da thì cái da chúng ta dị ứng, nó phản ứng ra nó làm đỏ cái này. Nếu mà cô Thùy Dung hồi trước cô cũng nói một lần, nếu mà đeo bằng kim cương thì nó không dị ứng. Còn đeo bằng đồng thì nó dễ bị ứng hơn. Bằng bạch kim thì ít dị ứng hơn. Kim cương, bạch kim á, mấy cô không có ngại, bao nhiêu cũng được, không có sợ dị ứng lắm. Cô Thùy Dung cứ cười đi. Rồi, chúng ta ngoài cái chuyện mà bị rồi thì chúng ta dùng thuốc mang cho vừa kể, thuốc steroid mạnh, chích thuốc, uống thuốc và thuốc về hệ thống miễn nhiễm. Nếu mà nặng hơn nữa, chúng ta có thể phòng cái bệnh này bằng cách là chúng ta phải, khi mà rửa tay rồi, có một số công việc làm chúng ta phải rửa tay liên tục. Nhà hàng, làm máy móc, tay chân nó dơ. Khi chúng ta rửa tay rồi thì cái da nó khô lắm quý vị, chúng ta phải bôi lotion liền, moisturize, ammonium lactate này nọ, để cho cái da chúng ta nó khỏi bị sần sùi, rồi nó có thể nổi lên làm bệnh chàm tay, nó nứt ra, nó đau đớn. Và chúng ta nên đeo bao tay nếu mà chúng ta làm việc với những hóa chất, nó đỡ hơn. Có một số trường hợp nữa là chúng ta mà ăn uống mà bị dị ứng đi thì chúng ta nó cũng dễ nổi về cái chàm này hơn. Nếu chúng ta có thêm bị dị ứng với cua, tôm, lobster, những thứ hải sản ngon lạ đó thì thật là tội nghiệp. Chúng ta phải bớt ăn hay là không dám đụng tới nó. Thì đụng tới nó thì nó flare up cả người. Nhiều lúc cái tay, cái chàm tay 2-3 năm không bị, bây giờ ăn trúng cái đó nó sẽ nổi lên, nó bị khó trị. Vậy Thùy Dung bổ sung thêm cái nữa, nếu giờ mình tránh làm việc bớt để cho tay nghỉ ngơi, bớt làm đi. Đúng vậy, cô Thùy Dung thì suối
giảm giờ làm, tăng giờ nghỉ ngơi, tăng giờ chơi, cho nó tay chân nó đẹp, giống như cái bài thơ là say hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân á. Và ở bên Mỹ này thì không còn cái chuyện đó nữa, ai cũng phải đi làm hết, không ai ngồi chơi mà giữ cho bàn tay nó đẹp. Nhưng mà có vài cái nghề, ví dụ như nghề của tôi đi, nghề bác sĩ thì chỉ cầm cây viết thôi thì nó cũng đỡ, nó không nặng nề lắm. Còn cái những cái có nghề khác, có nhiều anh tới á, tôi thấy bằng chai tơ tả luôn, mấy ngón tay xước hết, đang tội nghiệp lắm, tay chân nứt hết. Hỏi làm gì? Ồ, tôi làm hàng á bác sĩ, thợ hàng á, nắm tay rồi dầu mỡ kim loại đó, cho nên nó rách hết cái bàn tay của mình. Rồi có một số người thợ hàng không những cái bệnh bàn tay nữa, mà dùng những cái gì nó vật liệu mà nó rung nhiều quá, chân tay bắt đầu nó rung theo. Mấy cái dây thần kinh bắt đầu nó bị damage, bị tổn thương, nó làm cho mình thấy cầm nó vẫn tê. Hoặc là ban đêm cầm tay ngủ với vợ mà cứ tay cứ rung lên như thế thì làm ăn gì được. Rồi bây giờ còn câu hỏi nào nữa cô Thị Dung tiếp tục? Mình đang nói một chút xíu về cái bệnh ngoài da. Thì được biết là mình có cái loại kem làm trắng da đó, và nhiều quý vị cũng quan tâm. Có nhiều người nói là tôi không có bị nám hoặc là cái da, nhưng mà cái da của tôi nó hơi ngâm ngâm chút xíu, thì mình có thể dùng cái kem này được không, và nó có an toàn hay không? Dạ, cái kem này thì nó rất là an toàn quý vị, nhưng mà nó thuộc về tem. Cái kem này là kem của tôi dùng những cái thành phần đặc biệt mà chế ra để mà kết hợp. Nó là toa kem thuốc của FDA chứ không phải là cái loại thường. Mỹ phẩm tôi không thể là quay ra sau bếp mà tự chế nó. Phải có pharmacy, tôi phải kê toa rồi người ta mới trộn. Rồi bác sĩ phải deliver, chính bác sĩ phải làm những cái điều trị dẫn, nó giống như là thuốc tiểu đường cao máu vậy đó, chứ không có thể mua ở ngoài được. Thì nó rất là an toàn thôi, nó gồm những cái loại mà thứ nhất là cái hydroquinone, nó dùng để tẩy cái da của mình cho trắng hơn, tẩy nhẹ. Rồi có cái loại mà chống nám, rồi chống nắng nữa, nó có những cái loại USB để cho mình bảo vệ da mình, rồi cái loại những loại steroid để khi mình bôi lên nó khỏi sưng, và vân vân. Tôi có thời gian thì tôi sẽ, nếu mà quý vị mua thì tôi chỉ cẩn thận từng cái liều lượng trong đó. Thì 10 người xài thì tới 8-9 người thành công, một hai người nào đó họ có thể da của họ khá nhạy cảm. Thì trước khi xài mình cũng phải qua từng người, từng cái da như thế nào để mình mới xài được, chứ không phải da nào nó cũng giống nhau hết. Nhưng mà cái kết quả nó khá mỹ mãn. Da dày một chút xíu thì dày một chút xíu thì bôi thoải mái thì nó mất khoảng 1 tuần tới 2 tuần. Còn da mỏng sang sứ đẹp thì 2-3 ngày đã thấy kết quả rồi. Thấy kết quả xong thì thay vì mình bôi hàng ngày, tức là kết quả tức là nó trắng, nó đẹp, thậm chí nó lộ ra rồi, thì chúng ta chỉ maintain nó 1 tuần bôi khoảng 2-3 lần thôi. Một hũ như vậy là 50 đồng thì chúng quý vị xài cũng thoải mái. Tuy nhiên những cái thành phần trong chất này thì nó thường giới hạn số tháng mà xài cho quý vị. Ví dụ một hũ như vậy thì có thể để trong tủ lạnh thì bảo quản nó được từ 5-6 tháng. Dạ vâng. Và một lần nữa chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Mời quý vị vui lòng đừng chuyển kênh. Xin cảm ơn.